sau mùa đầu tiên đã trải qua hai tập phát sóng với những hiệu ứng tích cực từ truyền thông cũng như từ khán giả nghe nhạc, với những sáng tác hoàn toàn mới mang đậm hơi thở âm nhạc hiện đại, cùng sự truyền tải những thông điệp ý nghĩa sâu sắc của chính tác giả, chương trình bài hát hay nhất ngày càng khẳng định được những giá trị nhân văn đối với khán giả. Cho phép tôi gọi đây là một ca khúc nghệ thuật hơn là một cái ca khúc phổ thông. Mở màn tập 2 là Lê Sĩ Tuệ, anh chàng điển trai với ca khúc lãng mạn Lollipop Girl. Yêu rồi, chẳng thể quên đi từng phút đông đưa em đã trong tôi. Em sẽ chọn được với đội ngũ lượng viên dáng son ạ. Với sự đáng tự của giọng ca ngọt ngào, Sĩ Tuệ đã chinh phục được hai huấn luyện viên và quyết định về với đội của vị huấn luyện viên dáng son. Tiếp theo là Nguyễn Thị Ngân Hà, một cái tên khá mới mẻ tại bài hát hay nhất 2016. Ca khúc Ánh sáng của em, Ngân Hà đã trở thành tân binh của đội huấn luyện viên Đức Trí. Và một lần nữa chúc mừng em, anh phải đi lên để đưa em xuống. Em cũng thấy giờ mình xa cách rồi. Tác giả ca khúc Anh cứ đi đi lần đầu tiên xuất hiện cũng đã gây được ấn tượng sâu sắc với ca khúc Mặt trái của hạnh phúc. Ai chỉ biết cho đi hết tất cả để rồi tình yêu cuốn trôi đi mọi thứ chẳng còn lại gì cả. Những tháng ngày cứ lấy mây người đập người xây, biết làm sao vun đắp đây. Cho dù bạn không đi tiếp nhưng mà bạn đã có sự thành công của mình, bạn cứ tiếp tục với cái lựa chọn đó là được nha. Tuy chưa chinh phục được bốn vị huấn luyện viên nhưng ca khúc đã chinh phục hoàn toàn trái tim những người yêu mến anh. Vẫn là sự sôi động và bùng nổ trên sân khấu, biết Thi Nhung lần này mang đến ca khúc đáng yêu Happy Birthday Xoay Xoay. Em chính là anh Nguyễn Hải Phong ạ. Yes. Bài hát đã chinh phục được cả ba vị huấn luyện viên và Nguyễn Hải Phong chính là huấn luyện viên đã chinh phục thành công nữ ca sĩ về đội của mình. Kính giác. Chúc mừng em. Chào mọi người đi. Mong bao lời ca chờ bồi đi và quên lãng. Bao mộng mơ vẫn đây vẫn sống mãi trong tim. Để niềm tin để niềm tin. Ba của đội huấn luyện viên dáng son chính là Lê Hữu Toàn. Với chất nhạc độc đáo của ca khúc Tôi Kệ, Hữu Toàn đã để lại ấn tượng đối với các vị huấn luyện viên cũng như khán giả. Ca khúc cảm động về mẹ, Con chỉ có mẹ thôi của thí sinh Nguyễn Huyền đã làm cả khán phòng phải lay động vì tình cảm dạt dào con dành cho mẹ. Phục được bốn vị huấn luyện viên khó tính nhưng chắc chắn cánh cửa bài hát hay nhất mùa thứ hai sẽ rộng mở đối với cô gái trẻ tuổi này. Cô giáo trẻ Kim Ngân với ca khúc Xóa Mưa cùng giọng hát đẹp đã chinh phục được ba vị huấn luyện viên. Ai gạt cần em đầu tiên thì em sẽ chọn người đó. Cho nên em xin về đội anh Đức Trí ạ. Và với sự thuyết phục tài tình và giàu tính chuyên môn của vị huấn luyện viên Đức Trí đã giúp anh có thêm được một chiến binh mạnh mẽ cho đội của mình. Với sự xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu, Ước Đài Vệ đã mang lời tự sự của mình để chia sẻ với khán giả. Và cũng chính vì
cảm xúc sâu lắng trong bài hát đã giúp anh chinh phục được và trở thành thành viên thứ tư của đội huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong. Lại là thứ khó nắm bắt nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Trong con tim em anh không như ai đâu. Tiếp theo là Lê Kim Anh cùng sáng tác độc đáo mang tên Không Như Ai Đâu. Tuy chưa nhận được tín hiệu gạt gần từ bốn vị huấn luyện viên, nhưng cái tên Kim Anh chắc chắn sẽ được nhiều người yêu mến hơn sau chương trình bài hát hay nhất mùa đầu tiên. Cuối cùng là Phạm Trần Phương cùng ca khúc Không Giờ. Với sự ma mị, lôi cuốn và giọng ca độc đáo, Phạm Trần Phương đã chinh phục được bốn vị huấn luyện viên và tạo ra màn tranh giành vô cùng hấp dẫn trên sân khấu. Lê Minh Sơn. Sau cùng, với cá tính phù hợp, anh đã quyết định về với đội của vị huấn luyện viên Lê Minh Sơn. Cùng với Lê Thiện Hiếu, Phạm Trần Phương là hai cái tên nổi bật cá tính tại cuộc thi năm nay. Liệu tuần sau, những tình huống bất ngờ nào sẽ xuất hiện? Những tài năng nào sẽ tiếp tục lộ diện? Những gương mặt kỳ cục nào sẽ trở lại và liệu họ sẽ tỏa sáng một lần nữa? Đón xem tập 3 của vòng ghi âm chương trình bài hát hay nhất Sing My Song vào ngày 5 tháng 12 năm 2016 trên kênh VTV3.